Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với anh Dũng Fashion. Đây là bản tin chiều tối ngày 4 tháng 11 năm 2024. Như chúng ta biết là cái bầu cử tại Moldova đã kết thúc với phần thắng thuộc về cái đảng đoàn kết và hành động của bà Sandu, tức là một cái đảng thân phương Tây, với cái tỷ lệ là 55%, 55,36%, và đã thắng trước cái đảng xã hội đối lập của ông Alexandru Astoianoglu 44,64%. Như vậy chúng ta biết là một ngày trước khi có kết quả này thì ông đảng xã hội đối lập này thì ông đã đang dẫn, sau đó ngày cuối cùng thì cái bà thân phương Tây này đã dẫn, và người ta nói rằng thì cái số phiếu mà tăng lên đột biến cái ngày cuối cùng và cận cận giờ chót ấy, thì nó là do các cái phiếu bầu của nước ngoài báo về. Mà nước ngoài thì bây giờ nói phương Tây nó báo về thì thôi, cái này thì cũng chịu thua rồi. Thì bây giờ hiện nay đảng xã hội đối lập cũng đang gọi là kiện cáo, nhưng mà tôi nói chắc khó. Bây giờ thì coi như là nó muốn gọi là bây giờ bầu cử cho vui thế thôi, chứ còn có nhiều cái ý kiến cứ bảo là ở Việt Nam mình cứ bầu cử gì là đã biết rồi, chứ ở đây nó cũng thế cả các bạn nhé. Ở phương Tây chứ còn bây giờ mà thậm chí ở Mỹ bây giờ gọi là cứ hai đảng ba đảng gì đấy, nhưng mà nó rồi nó cũng có người rồi, chứ không phải là coi như cứ bầu xong xít nút rồi cò kè cò cưa sau đó là nó ra như thế mới gọi là dân chủ đâu. Cho nên là thôi, ở một nước nào thể chế nào theo thể chế đó thôi các bạn ơi. Thế còn cái chỗ Moldova này thì nó cũng đang nhí nhố, còn cái bà Sandu này thì nó là một cái, có thể nói là một cái con rối đấy. Con rối mà xứng đáng luôn, đúng đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn. Rồi uống rượu mà coi như là cái hội đồng chính trị châu Âu của 2 năm trước mà tổ chức ở đây mà bà say nhòe, mà người ta phải giật cái ly rượu trong tay bà ra là biết là cái tổng thống này là ai rồi đấy, lúc mà đang họp với các nước phương Tây á. Rồi thì coi như cái chỗ Moldova coi như phân giải xong. Thế nhưng mà ngược lại thì chỗ Georgia thì tức là cũng có 2 cuộc bầu cử, thì chỗ Georgia thì cái chính phủ thân Nga thì lại thắng, nhưng mà cái tổng thống thì ở phía trên thủ tướng thì lại không đồng tình là coi như với cái kết quả này, bởi vì cái ông tổng thống thì ông theo phương Tây, còn cái thủ tướng thì theo thân Nga. Này, chúng ta biết là Bulgaria cũng thế, ông Radev thì là ông tổng thống thì là thân với lại Nga, nhưng mà thủ tướng thì lại thân phương Tây, cho nên là các cái nước mà nó Liên Xô cũ hoặc là xã hội chủ nghĩa thì thực tế rất là phức tạp. Hiện nay thì chúng ta biết là có một tướng của Iran vừa rồi đã mới bị chết tại khu vực phía đông Nam, thì chắc cũng chả liên quan gì đến Israel, nhưng mà có lẽ là liên quan đến người quốc. Đấy, tức là hai anh em, không biết là có cả ông anh thế nào mà cùng đi trên một cái máy bay sau đó là bị rơi. Thì người ta cho rằng là chắc là có một cái chuyện gì ở đây. Thế là, đó là ông chuẩn tướng Hamid Mazahalavini, tức là ông này là lữ đoàn trưởng của một cái lữ đoàn tại khu vực đông nam. Hiện nay Mỹ đang gia tăng cái sản xuất cái loại máy bay F-35 rất là nhanh, thế là có thể giao 20 chiếc trong một tháng, do nhu cầu đang tăng lên từ các cái thị trường tức là trên thế giới. Còn tại Liban thì chúng ta biết là hiện nay cái quân đội của Liban và quân đội và cái lực lượng Hezbollah thì nó không có, nó ăn khớp với nhau. Tóm lại là cái quân đội Liban, cái nước Liban này thì nó cũng bị khủng hoảng rồi, nó đang gọi là sụp đổ rồi, trước đây rồi chứ không phải bây giờ. Bây giờ gặp cái Hezbollah với Israel đánh nhau kiểu này nữa thì coi như là càng nát cái đất nước này ra. Thì hiện nay chính phủ Liban, như chúng ta biết là ông Macron là Pháp và Liban rất là coi như có quan hệ rất là hữu hảo, thì vừa rồi cái tổng thống Liban này cũng tổng thống cũng không phải là bầu ra đâu, tức là cũng là cái dạng như là Zelensky đấy. Nhưng mà thì qua làm việc với Macron rồi thì bây giờ là chính phủ Liban là muốn cắt đứt Hezbollah, tức là không liên quan Hezbollah nữa là cái thứ nhất. Cái thứ hai là có lẽ cắt đứt luôn cả cái Iran nữa đấy. Nhưng mà nếu mà Liban mà làm như thế này á, hay nói cái khác là cắt đứt Iran và tức là cái nơi hậu thuẫn cho Hezbollah để mà lấy sự hỗ trợ về an ninh của Mỹ, thì chúng ta thấy là như vậy là cái Liban này cũng là Ả Rập đấy. Thì nếu mà đi theo con đường này thì có nghĩa rằng là cực kỳ nguy hiểm luôn đấy. Thì nó lại có không chỉ là có cái sự mà coi như tấn công của nước láng giềng Israel ở phía Nam, mà còn có khả năng có nội chiến.
Đấy. Thế thì bây giờ là coi như là cái chỗ Liban này thì chúng ta biết rằng là nếu mà nội chiến thì nó loạn luôn. Và cái thứ hai nữa là nếu mà một cái nước Ả Rập lại bây giờ thân với Mỹ để mà coi như nó hỗ trợ cho an ninh thì giống như Israel thì nó sẽ lây sang chứ không Ả Rập Xê Út này. Hiện nay Ả Rập Xê Út đang do dự nhiều nhiều cái, thậm chí là gọi là vào BRICS rồi đấy, nhưng mà anh vẫn còn đang muốn sự hỗ trợ của Mỹ giống như Israel kìa. Đấy, nếu mà làm được như thế thì Ả Rập Xê Út sẵn sàng là sẽ ngả theo, nhưng mà hiện nay nó còn có vướng một số cái điều kiện với Ả Rập, các cái cộng đồng Ả Rập đối với Israel thì nó có một cái luật là coi như giống như là không được quan hệ ngoại giao. Đấy, trước đây thì có cái quan hệ ngoại giao có bốn nước rồi, thì trong cái gọi là Abraham của ông Trump ấy thôi thì có bốn nước đấy thôi, nhưng sau đó bị tẩy chay. Bây giờ một số nước trong bốn nước đó thì họ là đang muốn ra khỏi cái hiệp định đó. Thế bây giờ nếu mà Liban mà làm như thế này thì Ả Rập Xê Út không khéo là cũng bị lây, thì là cái tình hình ở đây nó sẽ rất là phức tạp. Mà trong cái sự bành trướng của Israel tại khu vực Tiểu Á này, tức là khu vực nó gọi là Trung Đông này, thì trong đó là nó có một vùng đất rất lớn của Ả Rập Xê Út nữa, thì các cái tình hình địa chính trị này nó phát triển tới đâu thì chúng ta cũng biết tới đó vậy thôi. Còn tại Ukraine hiện nay thì chúng ta biết là Nga đã tấn công vào các cơ sở nhiên liệu năng lượng cũng như là các nhà máy điện, thủy điện vân vân, thì làm cho cái hệ thống cung cấp điện của toàn Ukraine hiện nay đã mất giảm sút tới như vậy là mất 60%. Đấy, chỉ còn 40% mà Nga lại tiếp tục ngày hôm qua là đánh vào các cái cơ sở như vậy. Thì người ta nói là cái chỗ nào mà ít nhất của nước Ukraine này trong mùa đông này nếu mà có nhiều nhiều điện nhất đấy thì có được là tức là có chỉ mất 8 tiếng một ngày, còn cái chỗ nào cao nhất là sẽ mất 20 tiếng một ngày. Mà nếu vào mùa đông này mà mất như vậy thì sẽ rất là khó khăn. Và tình hình đó hiện nay thì tất cả nguồn điện của Ukraine 60% là được cung cấp bởi cái nhà máy điện hạt nhân, tức là các cái nhà máy điện đinh đinh các loại thì nó đã gần như là đã tê liệt rồi. Thì còn có một số nhà máy điện hạt nhân thì Nga có lẽ là cũng sẽ chiếm các cái nhà máy điện hạt nhân hoặc là có cái cách phong tỏa nào đó. Thì cái vấn đề nó sẽ đương nhiên nó tạo ra một cái vấn đề là nhân đạo. Đấy. Nếu mà trời lạnh giá mà không có lò sưởi, không có điện nước thì tương đối khó khăn cho người dân ở đây. Tuy nhiên cái mục đích là người ta muốn cho cái người dân này di cư hết, đi ra nước ngoài hết. Chứ còn bây giờ anh không sống nổi thì anh ra nước ngoài. Còn nếu không thì anh phải lật đổ cái chính quyền. Thực tế cái chính quyền này nó không phải do dân bầu ra từ hồi tháng 3, mà bây giờ đến tháng 10 rồi, coi như là cứ là cù nhảy cứ đứng đầu coi như là để mà lãnh đạo đất nước này đi đến suy tàn. Thì cái việc này là việc dân nổi dậy thôi, chứ còn thực tế cái chính quyền này nó không có hợp pháp. Và Putin nói rõ rồi, bây giờ chỉ còn một tí gọi là cái quốc hội Verkhovrada của Ukraine thì còn có một cái tí hợp pháp thôi, tức là do dân bầu ra. Đấy, chưa mà bầu lại quốc hội thôi, chứ còn quốc hội thì chỉ bầu ra tổng thống mà bây giờ đã hết hết niên hạn rồi, cho nên là không 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 chơi. Tình hình ở mặt trận thì chúng ta thấy là tại khu vực Kursk thì bên Zelensky nói là sẽ cùng với phương Tây là đánh vào các cái lực lượng Triều Tiên không chỉ ở khu vực Kursk mà kể cả trong đất Nga. Đấy, tức là nó đang lấn dần về cái quan điểm tức là dùng vũ khí tầm xa của phương Tây để đánh vào nước Nga, nhưng bây giờ lấy cớ là đánh vào Triều Tiên. Đấy, thì Triều Tiên bây giờ cũng đã lên tiếng rồi. Bây giờ chúng tôi đang ở đất Nga, mà nếu mà Ukraine mà đánh vào quân đội Triều Tiên trên đất Nga thì có nghĩa là tuyên chiến với Triều Tiên đấy các bạn nhé. Mà Triều Tiên với Triều Tiên có nghĩa là thì là cái xung đột giữa Triều Tiên và Ukraine nó sẽ leo thang. Mà nếu leo thang thì Ukraine nên biết rằng Triều Tiên là một quốc gia có vũ khí hạt nhân, thì cái tình hình nó rồi nó sẽ phát triển tới đâu thì chúng ta cũng chưa biết được, nhưng mà rõ ràng là cái tình hình mà cứ nói qua nói lại về phương Tây không cho phép là quân đội Triều Tiên ở Nga nọ kia là tôi thấy là không có được rồi. Đấy, mà tức là hai bên có quan điểm hoàn toàn đối lập nhau, trái ngược nhau, mà bên nào cũng nói có vẻ như là bên mình là có lý, nhưng mà chúng ta là cái người tôi nói là đồng ý là thân Nga, nhưng mà rõ ràng là bên kia thì người ta đổ vào đây không chỉ là người, vũ khí và tất cả các loại về kính thưa các loại chính trị, quân sự, ngoại giao vân vân. Đấy, mà bây giờ bên 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 này người ta cũng có một cái hiệp ước ký như 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 người như bên kia thì lại không được. Thì cái đấy là chúng ta chỉ nếu mà là một người trung lập thì người ta cũng thấy rõ ràng như thế là vô lý, là không thể chấp nhận được. Còn nếu mà Triều Tiên hiện nay cứ khăng khăng là sẽ đánh Ukraine đánh Triều Tiên, không chỉ là trên Kursk là có chuyện.
Và cái truyền thông của Ukraine cũng nói là đã đánh tan tác quân Triều Tiên rồi, thì Nga và Triều Tiên nói rằng là không 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 thấy là họ lấy cái dữ liệu đấy ở đâu, bởi vì là Triều Tiên vẫn chưa tham gia xung đột. Và chúng ta biết là tôi nghĩ là ngày 1, ngày 2 là sẽ đánh lớn ở tại Kursk này thôi, tại vì là đánh trước cái ngày bầu cử. Chỉ người thì nói rằng là coi như là cứ chờ 1-2 ngày nữa là nó bầu cử xong một cái thì là coi như là ở đây nó vạn hồi nếu mà ông Trump ông thắng. Nhưng mà ông Putin nói rằng là cái việc bầu cử bên Mỹ là cái chuyện của họ, ai lên cũng vậy thôi, nó cũng không có liên quan gì đến cái gọi là cái mục tiêu của chúng tôi. Đấy. Không không liên quan thì ảnh hưởng gì đến con đường mà chúng tôi đang đi. Thì ông Putin nói như vậy. Thì ngày hôm qua thì chúng ta thấy là tại khu vực Kursk thì đánh chủ yếu là khu vực trên này thôi. Thì ngày bên bên Ukraine nó đã giải phóng được cái đường này, cái đường chúng ta thấy là có ba con đường như thế này, ba con đường mà Nga sẽ tiến, tức là từ Koronovo xuống đây, hai là con đường này và ba là con đường này, và có bốn một cái con đường ở phía dưới này lên, đây là tới Sudja. Thì hiện nay có cái con đường này thì bên Ukraine nó đã giải phóng rồi các bạn nhé, hay nói cách khác nó đang kiểm soát con đường này. Đấy, còn đây là đây cũng có con đường này, con đường rất lớn, còn đây là con đường là cao tốc thì không nói rồi. Đấy, còn đây là con đường là nhỏ, tất cả đến Sudja. Sudja đây. Thế thì chúng ta thấy là hiện nay cái đường này là bên Ukraine người ta đã giải phóng, tức là mới gọi là khôi phục lại con đường đã bị Nga lấy lại và tái chiếm cái làng Novaya Sorochina. Novaya Sorochina đây. Và đương nhiên là nó từ cái vạt Novorochina này cho đến xuống Malaya Lokhina này thì nó đã Ukraine. Còn chỉ có một chút cái chỗ Probertky này thì Nga đang tấn công ở khu vực này. Thì trong ngày hôm qua thì có thể nói là Nga cũng đánh rất lớn tại khu vực Kursk cũng như là khu vực Sumy của phía bên Ukraine. Thì trong ngày hôm qua Nga đã tiêu diệt như vậy là 350 tên. Đây là số lượng lớn đấy các bạn nhé, khu vực này. Với 350 tên, 4 xe tăng, 4 xe bọc thép Bradley của Mỹ, rồi một xe bọc thép chở quân, 15 xe bọc thép khác, rồi 4 hệ thống pháo, 2 súng cối, một hệ thống phòng không OSA, 23 chiếc ô tô và một cái đơn vị kỹ thuật tại khu vực này. Và các cái lực lượng của Ukraine tại 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 Kursk là người ta nói là có 13 lữ đoàn, thì hiện nay cũng 13 lữ đoàn đều đang bị đánh. Và thậm chí là Nga còn dùng Iskander phóng vào bên Sumy, đất Sumy, 9 cái lữ đoàn, tức là các cái căn cứ tập trung quân, nôm na là như vậy, căn cứ tức là hậu phương này để mà hỗ trợ cho Kursk nếu mà có đánh lớn tại khu vực này. Thì hiện nay tình hình Kursk thì chúng ta có lẽ là mùng 4, mùng 5 này nó cũng sẽ có chuyện đấy. Còn nếu nếu mà ngày 5 mà bà Harris mà đắc cử thì có lẽ là Nga sẽ đánh lớn luôn này, nhổ luôn. Và ông Putin đã hứa rồi sẽ nhổ cái này rồi, chứ không thể để tức là bôi nhọ nước Nga kiểu như vậy được. Còn tại khu vực Kharkov ở phía bắc của cái thành phố Kharkov thì chúng ta thấy là đâu rồi, đây phía bắc Kharkov, đây là Sumy, đây là Kursk đây. Thì phía bắc Kharkov thì hôm qua là Nga cũng đã đánh tên lửa cùng Iskander vào cái chỗ Malinovka, tức là cái căn cứ của cái lữ đoàn 47, là 120 tên đã thiệt mạng tại đây. Còn khu vực Zarychnye thì đúng rồi, Zarychnye là cái chỗ này, đúng rồi, đây này. Đây nó không mờ là không thấy đâu các bạn, zoom ra mới thấy. Thì hiện nay cái chỗ này cũng rất quan trọng, chúng ta biết là chỗ Tursk và Zarychnye là nó có cái ngã ba đi Liman đây. Thì hôm qua Nga cũng đã tấn công vào khu vực này, hiện nay đang đụng độ rất là nặng nề. Hiện nay thì đang tiến vào làng và đang ném bom vào phía nam của cái làng này. Còn chỗ Tarni này cũng vậy, thì Nga cũng có khả năng là trong vòng 24 tiếng hồ nữa là sẽ chiếm được cái Tarni này. Còn tại Torez thì chúng ta thấy là sau khi mà đã mất cái khu định cư thì chúng ta thấy là hiện nay Nga cũng đã đang chiếm lại, đang chiếm dần lại, thì tôi thấy là nó chiếm to hơn một tí thôi, tức là ở phía cái quận Zabala, tức là hôm qua chúng tôi vẽ là nó như thế này, như này đấy. Tức là chiếm đi chiếm lại chỗ này, thì hôm nay lại được thêm tí chỗ này các bạn nhé. Thì khi nào mà nó được loang loang to thì tôi sẽ vẽ sau. Rồi thì đấy là khu vực Torres. Chúng ta xuống cái chỗ khu vực
Selidove, Selidove là dưới này thì chúng ta thấy là đây, Selidova đây thì chúng ta thấy là cái khu vực mà chỗ Vishnya Neva này đã lấy từ mấy ngày nay rồi, thì bây giờ Nga đang tấn công ra phía tây, thì chúng ta thấy là cái chỗ này thì đã vào tới làng rồi, nó gọi là Novo Oleksovka. Thì cái khu vực này Nga cũng sẽ cố gắng lấy trong những ngày, tức là trong thời gian sắp tới. Riêng cái chỗ Petrovka này thì Nga cũng đã đang tức là pháo kích cũng như là UAV đang bay rất nhiều ở khu vực này, thậm chí có thể là lên lên tới phía trên này, thì chúng ta thấy là có những cái con đường nó dẫn đến Pokrovskoye đây. Đấy, cho nên cái hướng này cũng là một cái hướng đi của Nga. Đấy, Petrovka đây. Thế còn cái phía dưới này thì chúng ta thấy là Nga đang tiếp tục dồn ra, sau khi mà lấy được cái chỗ tức là chúng ta gọi là cái Stepanovka đấy, bây giờ đã lấy xong cái này, toàn bộ các khu vực núi này thì bây giờ đang dồn quân Ukraine ra chỗ Ilinka này, thì các cái khu vực này thì nó cũng vẫn đang nhịp nhàng thôi. Tôi nghĩ là giống như là như tôi vẽ mấy ngày qua, thì nó là Nga đang tấn công, thì họ cũng đang càng ngày càng rút lui ra cái phía tây, cái điểm mà chúng ta hay nói. Thì cái chỗ khu vực dưới này thì hôm nay thì Nga bắt đầu tấn công vào cái chỗ Sedizavetevka, sau khi mà giải phóng được Katerinovka. Còn Antonovka thì chúng ta biết là Nga đã được 50% rồi. Còn cái khu vực này có một cái cầu, cầu đó rồi. Đây, cái cầu này thì hiện nay là Nga đang bị chặn ở đây. Cái làng này hơi khó đánh, bởi vì chúng ta thấy là nó nằm, tức là từ cái phía mà từ Nga mà Tây tiến, thì chúng ta thấy là phải muốn vào làng là phải đi qua cái cầu. Đấy. Thì qua cái cầu này thì rõ ràng là đây cũng là cái phòng thủ rất là tốt của bên Ukraine. Thì Nga đã bị tổn thất đây, tôi thấy cái đầu lâu của màu đỏ tại nó nằm khu vực này. Cho nên là Nga bây giờ phải tiến từ phía dưới tiến lên. Cho nên cái việc mà cái chỗ mà giải phóng cái chỗ Vuleda đó, rồi Volyana, rồi sau đó là những là Bogojavlenka, thì hiện nay Nga cứ đang đóng dần lên ở cái phía này, để nó lên được cái đường cao tốc Uspenovka đi Konstantinovka này, thì có lẽ đánh từ phía dưới này lên cũng rất là hay, chứ không nhất thiết là cứ đánh từ cái chỗ cuốn chiếu, tức là từ hết cái thị trấn này đến thị trấn khác này, như thế này thì cũng chưa chắc đã là hay đâu. Đấy, đang thì hiện nay là Nga đánh từ dưới, Nga đánh lên cái khu vực này các bạn nhé. Chứ còn cái chỗ này thì cái cầu này là bị, tôi thấy sợ cập thì cầu thì không sập, nhưng mà thấy các cái xe tăng của Nga bị cháy ở đây. Thì còn các cái khu vực ở bên chỗ Nam Donetsk này thì nó vẫn đang nhịp nhàng, cái chỗ Shakhta giải phóng hoàn toàn rồi, là nối liền với lại Jasna Poliana này, cũng Maximovka thì cũng mới giải phóng hôm qua, thì chúng ta mới nói xong. Thì các cái này là Nga sẽ đi đánh thẳng lên trên này hết, tất cả đi đánh trên này, tức là trên này thì cứ thẳng lên, nó cũng đương nhiên nó là Pokrovskoye rồi đấy các bạn. Đó. Thì Nga cái vùng, tức là hiện nay Nga đánh theo cái dạng như nó gọi là thác nước này, tức là cứ là, tức là người ta nói là đánh hai bên sườn, sau đó là ngoạm vào. Thì cái này là chúng ta đã phát hiện ra cái chiến thuật này của Nga từ lâu rồi, thì chúng ta đã biết rồi. Thế còn cái khu vực này, nếu mà Nga sau khi mà lấy được Shakhta này, được ngoài cái chuyện mà Nga sẽ tấn công tiếp tục này lên trên đây như chúng ta nói, thì Nga còn phải đánh xuống đây, tức là chính là mỏm Vremica đây, Velika Novosinka. Còn tất nhiên là cái chỗ Maximovka này thì Nga phải đánh lên rồi. Đấy. Đấy, thì hiện nay các khu vực này chúng ta thấy là nó rất là nhịp nhàng. Đấy. Ngoài ra thì cái chỗ mà Gulipole là chúng ta nó biết là thuộc về đất này, là đất Zaporizhia, bên bên này là Ukraine quản lý, còn bên Nga quản lý là bên này. Thì là hiện nay cái chỗ Gulipole đây thì Nga tức là họ đang báo động, tức là báo động khắp thành thị trấn này, tức là Nga đang tấn công, có vẻ như là sẽ tấn công bao vây cái Gulipole này. Thì có hay không thì chúng ta cũng chờ xem. Còn cái chuyện Robotina này thì cũng mỗi ngày rỉa được một tí, mỗi ngày rỉa được một tí, thì tôi thấy là cũng cũng đang đánh gần cái chỗ ngã tư gọi là Novo Danilovka đây. Chỗ này này, giờ đấy là Novo Danilovka này, đó thì nó cái chỗ này thì Nga đang tiến lên. Thì cái khu vực này tôi nghĩ là cũng chưa đâu, nhưng mà hiện nay bên Ukraine người ta nói rằng là Nga chuẩn bị tấn công một chỗ cho khu vực Zaporizhia này, thì không biết có hay không thì chúng ta cũng chờ xem. Nhưng mà hiện nay cái khu vực Nam Donetsk này Nga và lấy toàn bộ cái khu vực này để cho nó, tức là cái chỗ mà nó gọi là hẹp nhất này, thì Nga phải lấy cái chỗ này, đây là mỏm Vremica, còn khu vực này là khu vực mà Vuleda và các cái Kurakure các loại đây, thì nó nằm ở khu vực này.
Thì hiện nay người ta cũng đang nói rất nhiều về chỗ khu vực Kursk, thì chúng ta biết là trong 1-2 ngày tới nó cận kề với ngày tại bầu cử tổng thống Mỹ thì chắc chắn nó cũng có nhiều cái vấn đề ở đây, nhưng mà cũng có thể là nó đang lừa nhau ở đây đấy các bạn nhé. Hiện nay có thể là Nga cũng đang lừa, tức là nói Triều Tiên nọ kia, mà bên Ukraine nó cũng có khả năng nó cũng rút, như ngày hôm qua là bị 13 cái lữ đoàn đánh và các cái trung tâm đó thì nó cũng tan tác hết cả đây, nhưng mà có cái là nhiều khi nó cũng lừa để cho Nga hoặc là Triều Tiên vào tức đóng đô đâu đó là nó có khả năng đánh tên lửa tầm xa thật, hoặc là cũng có thể là Nga tức là đang rút ở cái khu vực này. Lúc nãy chúng ta nói là nó khôi phục được cái tuyến đường này, mà cái tuyến đường này có nghĩa rằng là một là nó tiếp viện, hai là nó sẽ sơ tán hoặc là tức là rút lui đấy, cho nên là cũng có thể là Nga cũng đang chơi cái tức là hai bên đang lừa nhau chỉ cái chỗ này này, tôi nghĩ là như vậy. Thì chúng ta cũng chờ xem thôi, thì đây cũng bản tin cũng trễ rồi, tôi cũng xin phát hành, cũng rất cảm ơn các bạn đã theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau, bye bye.